Rồi hôm nay nghỉ hơi chơi. Ok. Đã hoàn trả không? Nghỉ rất đông. Có cả đài truyền hình Gia Lai luôn mọi người. Rất là náo nhiệt mọi người. Tình hình là đi xe máy. Còn cái đò tôi còn ở sau. Tình hình là xe kẹt rất là dài mọi người. Kẹt cách trung tâm tổ chức sự kiện lửa chương gia đây là kẹt ra phải là 2 cây số mọi người. Đây là mình đã sử dụng phương tiện xe máy nên là lòn lách mới chạy vào đây được mọi người. Chứ ngoài đường kia thì xe kẹt rất là đông. Cháu đứng đây nha. Nó vàng người. Vài chục ngàn người. Âm thanh ánh sáng khủng khiếp. Tối nay là có các ca sĩ trình diễn nha mọi người, biểu diễn cho khách thập phương về đây cùng chiêm ngưỡng núi lửa và xem cái nhạc luôn mọi người. Hoành tráng, một sân khấu rất là hoành tráng, dàn dựng rất là công phu mọi người, đẹp. Trong khuôn viên của khu tổ chức sự kiện này là có những cái quả kinh khí cầu, là đây là cái mô hình thôi nha mọi người, chứ không phải là kinh khí cầu thật nha, nó mô hình thôi để nó đẹp thôi nha mọi người, khá đẹp. Có cả đài truyền hình Gia Lai về để quay được mọi người, làm phóng sự luôn, các chuyên viên đang làm việc. Rất là đông vui và náo nhiệt. Lực lượng cô chú anh chị công an gọi như là đứng như là khắp mọi nơi mọi người, để bảo vệ trật tự an toàn cho những người tới đây. Tất nhiên xuống được đâu, xe đông lắm, xe kia này đi quanh đi bộ người ta đi dày hết luôn mà sao xe nào mà chạy xuống được. Ở đây giờ chắc đi ấy đi xuống. Mem ơi con lên đây nha, lên đây cho bà nhìn nè. Sẽ đi một vòng cho anh chị em và bà con cùng xem cái khung cảnh của ngày lễ hội nha mọi người. Tình hình rất là đông vui. Tối nay ai mà đến sớm thì sẽ được chỗ để gần sân khấu để coi cái nhạc mọi người. Hello. Hello. Nghĩ Hưng, Nghĩ Hưng. Đừng có cho Nghĩ Hưng vô đấy nha. Cho vô luôn. Lên quốc tế mà. Đây là cuộc để làm âm thanh cho mọi người. Đây. Các chuyên gia âm thanh đang làm việc nhé. Bây giờ âm thanh có thể nói là khủng khiếp cho mọi người. Yeah.
Loa đây nè, loa súp nè, quá trời luôn. Đội ngũ chuyên gia âm thanh rất là hoành tráng. Và các cháu là chuẩn bị tối nay để biểu diễn mọi người. Bây giờ là đang ăn, ăn mấy cháu rất là dễ thương, mấy cháu nhỏ. Tối nay là mấy cháu sẽ biểu diễn cồng chiêng nha mọi người xem. Mấy cháu nhỏ nhưng mà mấy cháu vừa son mà vừa mấy cháu ra thì đánh cồng chiêng nha mọi người. Như video trước mà năm cách đây mấy năm thì mình có quay chia sẻ cùng mọi người đây. À hình như năm ngoái thì phải. À năm ngoái. Và mấy cháu đây, năm nay vẫn là thấy những gương mặt rất là quen thuộc của mấy cháu. Đây là ánh sáng nha mọi người. Là dàn ánh sáng. Ở trong này là khu vực để cho dành cho đại biểu ngồi để tham dự lễ hội mọi người. Ở sau đây thì khách dân, khu viên ở trước khá rộng. Theo như quan sát là ở trong kia có người nước ngoài nữa. Thấy một anh rất là nổi tiếng này, anh rất là nổi tiếng, mình vô mình cho xem nha. À, người Mỹ nha, đó anh gì quên rồi, không nhớ tên nhưng mà người... rồi anh mới đi Mỹ bây giờ mới qua Việt Nam lại. Wow, một cái sân khấu rất là hoành tráng, sân khấu thì nó là đẳng cấp, đẳng cấp thế giới luôn nha, không phải là đẳng cấp tỉnh đâu nha mọi người, kinh khủng thật. Một cái dàn màn hình LED rất là to, đại diện rất là công phu. Bây giờ là bắt đầu vào trời bắt đầu chập tối đấy mọi người. Là hiện giờ thì khoảng cỡ 6 giờ kém mọi người. 18 giờ nha mọi người, 18 giờ kém. Bắt đầu là những ánh đèn bắt đầu là sáng đó mọi người, bật sáng khắp mọi nơi. Về đây anh chị em, đặc biệt là các chị em phụ nữ về đây check in rất là nhiều người, chụp hình là sống ảo là rất là ok luôn. Nhân cái dịp này là quá đẹp luôn mọi người. Rồi thì tình hình tối nay có chương trình ca nhạc thì mình sẽ quay một số hình ảnh thôi để ghép vào video này để cho bà con biết cái khung cảnh diễn ra của ngày lễ hội ở tại núi lửa Chư Đơn Gia, huyện Chư Bại, tỉnh Gia Lai nó hoành tráng như thế nào mọi người. Chứ mình thì hôm nay mình ngẫu hứng mình quay về cái những cái khung cảnh đó thôi, chứ kênh dạo này thì kênh chủ yếu làm về đề tài nông nghiệp cho mọi người. Là cái những cái chương trình này thì mình cũng không còn hứng thú để quay lại mọi người, để chia sẻ lại những hình ảnh thực tế để cho bà con anh chị em khắp mọi nơi biết cái ngày lễ hội núi lửa Chư Đơn Gia như thế nào nha mọi người. Đó, mấy cô ở Sài Gòn ra thấy chụp hình rồi đẹp rồi, rất là đẹp luôn. Dòng người cứ kéo nhau đổ về đây rất là tấp nập mọi người, nhiều lắm. Ở ngoài kia là giữ xe không cho vào lại khu vực đây nha mọi người, xe máy xe ô tô đều gửi ngoài kia hết. Nói chung là cái giá gửi xe máy thì cũng thấy là cũng khá là cao đấy mọi người, cũng 20.000 một chiếc đó. Ô tô thì chắc 50 hay là 100.000 vậy một chiếc cho mọi người. Rồi chùa bên bên nào rồi đó, thấy chưa, chùa bên nào. Đây thì hình ảnh của
quảng trường đại đoàn kết Lê Cu. Đây là núi lửa Chư Đăng Gia được chụp từ trên cao, khá là đẹp rồi. Rồi và video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ ngắn gọn thôi mọi người, để chia sẻ những hình ảnh của trước lúc diễn ra khai mạc chính nha mọi người. Ôi mày, mấy cháu nhỏ thất lạc rồi, nên là cái tình hình là cũng đông người là cũng rất là nguy hiểm cho mọi người. Nói chung là mấy cháu nhỏ mà mình không kiểm soát được không ấy thì nó sẽ bị lạc mọi người. Đó, có thông báo rồi đó. Nhảy không xuống được đâu, không xuống được đâu, bây giờ xe nhiều lắm. Ôi giời ơi. Thế thôi, chào tất cả mọi người nha, tạm biệt nha, hẹn gặp lại video tiếp theo. Trong khúc ca của sự sống, trên những cung đường lưỡi lượn màu xanh ngút ngàn của cà phê đan xen cùng sắc vàng óng ả của những cánh đồng lúa chín, màu xanh non của những luống rau liền trải dài đến chân trời. Từ lòng đất núi lửa màu mỡ, từ sức sống mạnh mẽ của những người con đại ngàn hòa với nhịp thở của cỏ cây, từ những giọt mồ hôi rơi trên đồng ruộng lúa đã đông hơn ngày hạ trên khắp buôn làng núi đồi Chư Đăng Gia. Khi những giọt nắng cuối cùng được vứt về trời, quay ánh lửa bập bùng trong ngôi nhà đồng êm ấm, hương trổ cành xanh lên cùng những câu chuyện bất tận ra làng kể khang cho con cháu nghe về ngôn cội đất và lời Gia Lai. Cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, từ già đến trẻ, cứ nắm chìm trong những công tiến chiến, trong vòng xoan nhịp nhàng quyền truyền, khao khát cùng vì nguồn cội, gắn kết trong vũ điệu huế đạo, nồng điệu tâm hồn cùng thiên nhiên đại ngàn kỳ vĩ. Mỗi mùa ngàn về là dịp để cộng đồng quây quần bên nhau trong lễ mừng lúa mới.
xưa.